Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với video công ty Nhật Việt. Hôm nay tôi rất là vui ở đây để giới thiệu đến quý vị và anh em bộ lo mới về của hãng BV, đó là LN1263 hãng BV nha anh em. Một bộ lo nghe cực kỳ hay, lên ở đây và nghe và cảm nhận rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời nha anh em. Thì trước khi Linh đi vào chi tiết của bộ lo này, Linh cũng như giới thiệu là Linh đang thu bằng micro condenser BM2 của hãng Resonus và thu để cho những anh em mình ở xa hoặc là những anh em không có điều kiện tới công ty Nhật Việt để nghe chất âm của nó. Và Nhạc Việt đã làm thật và đã thu thập cho anh em. Bây giờ Linh sẽ tắt cái micro này nhé, Linh sẽ nói cái micro kia. Alo, 123456. Có nghĩa là Linh đang thu trực tiếp vào clone micro condenser đó để truyền tải những âm thanh hay nhất, những chất âm hay nhất từ bộ lo LN1263 của hãng BV này về cho anh em. Quý vị và các bạn có một quán hát với nhau, có một phòng trà cần âm thanh hay, lo gọn nhỏ, thì đây là một bộ lo sẽ khiến cho anh em rất là ngạc nhiên. Tại sao nó nhỏ như vậy mà nó lại cho một chất tiếng hay vậy, cực kỳ hay luôn nhé anh em. Thì để đi vào chi tiết cho anh em thì Linh sẽ hát một đoạn nhạc cho anh em nghe. Tuy rằng Linh hát không hay nhưng Linh rất là hay hát và rất thích bộ lo này. Xin mời bạn Nguyên, xin mời bạn Giang sẽ làm cho Linh một bài, sau đó Linh sẽ đi vào chi tiết giới thiệu cho anh em. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ chăm cho từng ngày qua phố. Áo em trắng cả đường về, lá thư ướp màu thầm cho mỗi tình xanh như khung hoa. Để rồi lỡ mối duyên thương xa đi chẳng dám về. Ngày em thấy áo em trắng cả đường. Rất là tuyệt vời anh em, rất là tuyệt vời. Thì bộ lo LN1263 này sẽ đi cho anh em là một cột như thế này, sẽ được hai lo. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một lo phía trên và một lo phía dưới như thế này. Linh đang đỡ ở đây là đỡ treo, còn nếu anh em mình đỡ trong nhà, anh em mình đỡ gọn thì chúng ta có thể gắn cái lo này lên cái lo này rất là nhanh gọn. Chúng ta có thể đỡ một cột hoặc là hai cột, nhưng theo lên thì chúng ta nên để hai cột như thế này thì chỉ treo tiếng này rất là ok, rất là hay đó. Thì đi theo bộ lo này là một lo sub, một lo sub nha anh em, ba tóc ở đây và 12 lo nhỏ ở đây cho anh em, một lo 6 cái lo nhỏ.
thì ở phía sau này có luôn một cái bàn đầu não gọi là mixer, có 8 đường cắm nhạc cho anh em. Thì tất cả micro nè, đàn nè, guitar nè, hiện tại Linh đang cắm trực tiếp vào đây và hát vợt trên MLN1263 của hãng VV này luôn. Có đầy đủ equalizer cho anh em luôn, vợt cho anh em hát luôn đó. Và công suất của nó là 1200W nha anh em. Công suất của lo này là 1200W, nhỏ nhưng cực kỳ là có giỏ. 1200W, wow, 1200W nha, 1200W. Và gọn nhẹ, anh em có thể bê một tay hoặc là mình xách hai người, lắp ráp là rất là đơn giản. Mà chỉ cần kết nối một cái cây này vào, cây này cũng là bùa đâm bùa đó luôn nha anh em. Gắn lên, gắn lên như nãy lên gắn là rất là ok, rất tuyệt vời. Anh em mình nghe thêm một đoạn nữa nhé. Xin chào tất cả anh em nha.